À coi, con chuột. Rồi, ấy nó bắn lên kìa, nó bắn lên kìa. Có một con chuột cầm AK ở dưới. Coi coi, anh làm gì anh ơi. Lên chào cái nào. Ôi, em ơi, chết đi. Ô, chết rồi, cái xe nó bay ra rồi. Ui, trời ơi, ba thằng luôn. Thế này là team up các bạn ơi, cái này là team up chứ không phải là ấy rồi, chứ không phải là chơi squad đâu, nó là team up, đồ này team up. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và lại là mình Tùng Béo đây. Thì hôm qua mình bị report là nói nhanh quá mấy bạn không nghe được, thế nên hôm nay mình sẽ nói chậm lại xíu. Nhưng mà lúc nãy mình phát hiện được một thằng bên này nè, đợi xíu rồi mình quẩy thằng này rồi. Thôi mà mình nói luôn, cái vu này khu Pochinki, lúc nãy ở trên máy bay mình không tính là nhảy Pochinki này đâu. Tại vì rank cao rồi nhảy những cái khu đông người như thế này á, thường là sẽ bị rất là bị ép á, bị ép giữa team này chim tiki á. Mà chết từ đầu trận sẽ bị trừ rất nhiều điểm, nhiều điểm. Nhưng mà mình cũng phải chơi thằng này đã. Nhưng mà ở trên máy bay thì các bạn ấy lại cứ Việt Nam Pochinki, Việt Nam nhảy Pochinki các thứ. Thì thôi mình nhảy Pochinki luôn. Đây. Ui. Tưởng nó xuống rồi chứ. Thằng này có súng ngon rồi nè. Thằng này có súng ngon rồi mà bố nó không thèm lấy nè. Đây. Ui. May quá các bạn ơi. Nó có súng ngon nhưng mà nó lại không có dép ngon. Chứ nó mà có dép ngon nữa chắc chết luôn rồi. Ui súng. Ê, có một thằng ở nhà bên cạnh nữa. Để mình chơi thằng nhà bên cạnh nữa thôi coi nè. Thanh niên này chạy vòng. Nãy giờ mình đã cho một quả ui Molotov rồi mà. Đang cháy người rồi mà thế mà nó còn. Mấy hôm nay thì nếu mà các bạn tí nữa có coi video á mà bị lỗi âm thanh á thì các bạn thông cảm cho mình nha. Mình đã sẽ cố gắng sửa hết sức cho cái âm thanh của video này. Nhưng mà tại vì hôm nay không hiểu sao cái lỗi mà âm thanh quay bị chậm đi so với lại hình ảnh á. Ui trời ơi, mình chỉ còn chấm máu thôi. Đúng là cái giáp 1 khó chịu thật. Ui máu đây rồi. Xe ta băng qua đường dài. Chưa thấy thanh niên nào nữa hết các bạn ơi. Ui trời ơi. Đúng là bây giờ giống như kiểu là ở trên những cái ren này á, tụi nó sẽ bắn nhau ở đầu trận rất là nhiều luôn. Bây giờ mới cái bo thứ hai mà còn có 42 người à. Cực kỳ ít. Đó, cái bo thứ hai còn có 42 người, ít quá trời ít luôn á. Ô, hình như có tiếng xe sao ta? Sao cứ nghe cái tiếng xe nhỏ sao ta? Xe qua đồi khỏe. Ui. Đây là một cái bàn bắn súng. Ui giời ơi. Nổ. Wow. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Trời ơi quá đỉnh luôn. Một bàn phi xe bắn súng cứ như là mafia á. Đã quá. Đã quá trời đã luôn. Mình lút đồ xong rồi chạy vô nhanh thôi chứ. Bây giờ nghe tiếng đạn đây là thế nào tụi nó tới. Qua cái khu shelter nè, bốn cái hầm nè. Hình như mình chưa review cái khu shelter này cho các bạn coi thì phải. Ê, đằng sau có xe, 240. Đằng sau có xe. Nó không dừng lại đâu. Mình đi luôn đi. Đi qua rượt nó luôn, làm như quả ông nãy luôn. Làm như quả nãy xấy xe luôn các bạn ơi. Lúc nãy quả cũng lại làm cho mình kiểu như là cực kỳ gọi nói sao ta? Phải gọi là cực kỳ hưng phấn luôn á. Đây nè, nó đằng sau cái này nè. Chỉ sau cái này thôi nè. À đây nè, nó đây nè. Ui nó bắn khét lắm. Rồi, nấp một rồi.
Nó xuống hầm hay sao á? Nó xuống hầm hay sao? Ui không được rồi, không có rồi. Ê, ở trên đầu hầm, trên đầu hầm. Wow, nãy giờ 3 thằng rồi. Thế là còn một thằng ở dưới hầm thôi, còn một thằng ở dưới hầm thôi. Còn một thằng dưới hầm thôi. Ui, hai người chết rồi, tiếc quá mấy bạn ơi. Team mình đã có hai người ra đi rồi. Trời ơi, mình thì mình không thích cái này đâu, mình giống kiểu như là à. Boss thôi, nó chỉ là boss thôi. Ôi, bán đồ chơi xe ca. Như vậy đâu phải là boss đâu, là người á. Trời ơi. Thế mà mình lao vô mình đứng bắn như là một vị thần luôn á. Nếu mà nó dưới hầm thì mình chỉ cần đẩy bom xuống là coi như nó tự chết rồi chứ không cần gì hết á. Thôi ba quả bom thôi. Bây giờ thì mình lượm nết với lại ấy nhiều lắm, mình không lượm đạn nhiều đâu. Nhưng mà có đạn nè. Ui, team kia nó cho team mình mất hai người rồi mấy bạn ơi, buồn quá. Nhưng mình cũng cho nó mất ba người rồi, thôi kệ. Đúng rồi. Bây giờ mình chặn cái hầm này luôn. Mình có ba. Ừ đúng rồi. Bây giờ mình sẽ chơi chiêu là ok, bây giờ mình sẽ chặn hết. Ồ mình sẽ chặn hết bốn cái đầu hầm luôn. Nhưng mà mình vẫn sợ nó quanh đâu đây nè. Không phải. Cho nó nổ cái xe đi. Ghét. Rồi ok, một cái xe rồi. Nổ, cho nổ một cái xe rồi. Còn ba ở đầu hầm nữa mấy bạn ơi. Còn ba ở đầu hầm nữa. Bốn lỗ. Thế thì tụi mình sẽ beat hết bốn lỗ này lại luôn nha mấy bạn. Không, beat rồi thì làm sao nó chạy bo được. Tụi mày dám giết được giết hai người đồng đội của tao hả? Đây là cách trả thù. Đây là cách trả thù của Tùng Béo. Mình sẽ chặn hết bốn cái đầu hầm luôn. Dùng xe chặn hết bốn cái đầu hầm luôn. Rồi bạn kia chặn đầu hầm bên kia rồi, mình chặn đầu hầm bên này nữa thôi. Ok, vậy được rồi. Ui mày quá. May mày nhảy được sang đây chứ nó mà rớt xuống dưới kia không biết sao luôn á. Rồi ok, còn một đầu nữa thôi. Thanh niên team mình đã chặn bên kia rồi, thế còn đầu nữa bên đâu á ta? À còn nữa kia. Rồi ok, mình chặn đây. Còn một thằng ở dưới nó như một con, giống như là mấy bác ở trên cánh đồng bắt chuột á. Mấy bác nông dân á, bác tư rồi bác sáu cái thứ á. Mấy bác có lúc trước chạy cho mình rồi. Chặn chuột là phải chặn hết mấy cái đầu kia, xong bắt đầu hun khói ở một lỗ thôi. Ở trên cánh đồng á, mấy bạn nhìn thấy mấy cái ổ chuột á, thì nó sẽ có rất nhiều lỗ. Thì các bạn hãy chặn hết cái một cái đầu, xong rồi hun khói cái đầu còn lại nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái xe này chặn cái đầu này. Coi nó có ở đây không. Mình sợ là nó chạy ra tới đây rồi. Đúng rồi, không có. Ok. Bây giờ mình sẽ lấy xe này chặn cái đầu hầm này lại nha. Thử coi mày đi bằng cách nào nha con. Ui không được rồi. Còn bên kia. Ê không được, đừng bắn. Làm lại. Ok. Bây giờ thử coi. Còn một con chuột ở dưới hang rồi coi. Con chuột này sẽ làm gì được. Rồi. Đâm thẳng vô là xong rồi đó mấy bạn ơi. Được rồi, ok luôn. Thử coi con chuột ở dưới còn làm gì được không nha. Coi con chuột. Rồi, ấy nó bắn lên kìa. Có một con chuột cầm AK ở dưới. Coi anh làm được gì anh ơi. Ô lên vào cái nào. Ôi em ơi chết đi. Ô chết rồi, cái xe nó bay ra rồi. Ui trời ơi, ba thằng luôn. Thế này là team up các bạn ơi, cái này là team up chứ không phải là đấy rồi, chứ không phải là chơi squad đâu, nó là team up. Tụi này team up. Đây là cả một cái bầu trời xúc phạm rồi, nó dám bắn mình như vậy hả?
nó ở trong đây nè, nó ở trong đây thấy thấy đó, ở trên trên một nóc ở trên chòi một nóc rồi. Ấy, ở dưới còn thằng nè, nó ở trong khói. Đẩy bom vô, bom vô là được á. Ây, bên phải mình có. Ui không được rồi, chạy, bỏ đi, Tài ơi, thôi, đi, chạy, không được đâu, ở đây 3-4 team cơ, không phải một team đâu, lên, lên xe, nhanh anh ơi, nhanh, kệ tụi nó đi, bây giờ anh em mình cứ phải chạy đã, thông nhau mà sướng. À, thương nhau mà sống chứ. Nhầm, xin lỗi. Ui trời ơi, thế là 3-4 team chứ phải là một team đâu. Đông lắm. Ở đó đông lắm chứ không phải ít đâu. Bây giờ mình đẩy xem này, mình đẩy vang viền bo bên này luôn. Là ngược viền bo với nó. Ý. Ui trời ơi, kế bên luôn nè mấy bạn ơi. Ui giời. Được rồi, lên trò này được rồi anh ơi. Trò này cao nè. Mà em nghĩ không có ai ở đây đâu. Ok, được rồi. Vô đây. Nói chung ở trên cái rank cao này thì tất cả các bạn ở trong team đều thường là biết bắn hết, chứ không phải là không biết bắn. Làm miếng nước đi, xong mình đợi thôi, chứ không cần gì phải vội vàng ở đây hết á. Vội vàng trong những cái thời khắc quyết định như thế này thường là rất là hy hữu, dễ mà chết lắm. Giờ nó sẽ ở đâu được ta? Còn 10 thằng à? Cũng không có gì để mà lấy hết. Ôi, mình vẫn cái mũ 2. Giờ mình mới tăng âm lượng lên tí. Tại vì mấy hôm nay phải đeo earphone, cái tai nghe nhỏ nhỏ. Chưa... cái đeo cái headphone á đúng là 7.1, xong rồi âm thanh các thứ ngon lành cho game, nhưng mà nó lại cực kỳ tốn pin cho cái điện thoại. Nó ở đâu được ta? Chắc mình đẩy vô đây tí đi, để vô bo đi. Mình vẫn có thể núp được ở đây, nhưng mà thôi mình cứ đẩy lên cái nhà này cũng hay hơn nè. Để nhà này thứ nhất là cao, thứ hai là có thể nhìn sang được sang bên kia nữa, tại vì lúc nãy tụi nó bắn ở bên kia. Khó nha. Hình như mình hết smoke rồi thì phải. Trời, cái tình huống lúc nãy là tụi nó team up á mấy bạn, chứ không phải là ấy đâu. Đi, mình cái dép 3 của mình cũng nát rồi, tí nữa mình sẽ lấy cái dép 2 này đi. Chưa thấy thằng nào hết ta. Bật nhỏ lại, mấy ông nói nhỏ lại để nghe tiếng chân nó dễ. Bò vào. Chưa. Còn tới 8 thằng khác nữa. Rồi, tụi kia tự xử nhau rồi các bạn ơi. Hay mình cố gắng đẩy ra đây tí nữa đi ta. Xíu nữa mình sẽ đẩy lên một... Ừ rồi, ok, đẩy xíu nữa. Chắc mình sẽ đẩy một xíu nữa rồi mấy bạn ơi. Lượng cái dép 2 này luôn quá. Ok, được rồi. Đi. Đủ hàng rồi. À, đằng trước này có một thằng này. Ồ, có một thằng thôi, sau cây rồi, ok. Nhưng mà bây giờ mình đẩy lên rất là khó, thế nên mình chỉ sẽ các bạn một cách là dùng quả flash nè. Đếm khi nào còn đúng khoảng 2 giây á, rồi ném. Rồi khi nào nghe nó bị choáng cái, rồi ok, đẩy lên. Ôi, chết rồi, ui. Ui giời ơi, sao còn tới 2 thằng cơ. Trời ơi, mình tưởng có một thằng à. Trời ơi, thử coi. Anh đồng đội này của mình có làm được gì không đây? Trời ơi, lúc nãy mình tưởng có một thằng à, mình đẩy lên mình diệt nó luôn.
Trời ơi, tiếc quá. Bây giờ mình là mình làm khó cho đồng đội mình luôn nè. Lúc này mình đẩy lên như vậy là sai quá rồi. Trời ơi, còn mình tưởng là còn có thằng à, chứ không phải là còn hai thằng. Hóa ra lao lên cái một thằng đang nằm, một thằng đằng sau cây nó đẩy lên. Ủa mà hai thằng nó không bị choáng ta? Thường là một quả choáng như vậy á là dính được cả hai thằng mà ta. Chứ là mình ném bị sệt quá, bị thấp quá. Nhưng mà sau á, nếu mà mấy bạn xác định có ở đó có một thằng á thì các bạn có thể công như vậy nha. Ném một quả flash lên nó phải mất tầm 3 đến 4 giây để mà hết cái màn hình trắng, xóa cái màn hình của nó. Rồi nó mới ra, nó mới bắn được mấy bạn. Tiếc quá mấy bạn ơi. Chứ không quả này tụi mình try hết thì cũng vẫn có thể là top 1 được. Bây giờ anh bạn của mình sẽ nằm im một chỗ coi Tài Smoke sẽ làm được gì trong tình huống này không. Tình huống này thì Tài Smoke không dùng cái quả Smoke nào rồi. Tài Smoke nằm ở dưới cỏ giống như là một vị thần, như một ninja nhẫn giả. Để tôi coi nhẫn giả của chúng ta sẽ như thế nào. Sau này sẽ có cái chế độ mà dùng cả tảng đá các thứ á, thì nhận giả như thế này vẫn hay hơn đúng không các bạn? Rồi còn 4 thằng à, còn 4 thằng à. Anh bạn của mình chỉ cần giết được 3 thằng nữa là chiến thắng rồi. Ê.